Sáng nay tại công viên thành phố mới, câu lạc bộ chạy bộ thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức giải chạy bộ nhân dịp 2 năm thành lập câu lạc bộ ngày 7 tháng 8 năm 2022, ngày 7 tháng 8 năm 2024. Tham gia giải chạy bộ thành lập câu lạc bộ chạy bộ thành phố Thủ Dầu Một có hơn 500 vận động viên là thành viên của câu lạc bộ cùng các khách mời đến từ các đơn vị câu lạc bộ chạy bộ trong và ngoài tỉnh. Trong đó các vận động viên tranh tài ở hai nội dung cá nhân nam, nữ và chạy tiếp sức. Ở nội dung chạy cá nhân, các vận động viên phải chạy 5 vòng xung quanh công viên thành phố mới với tổng cự ly gần 17 km. Ở nội dung chạy tiếp sức có 10 đội tham gia, trong đó mỗi đội có 6 thành viên, gồm 2 vận động viên nữ và 4 vận động viên nam. Và mỗi vận động viên phải hoàn thành 1,2 km rồi trao gậy cho người kế tiếp. Sau gần 3 tiếng tranh tài, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên, các đội giành thành tích cao tại giải. Kết quả, giành giải nhất ở nội dung cá nhân nam nữ thuộc về hai vận động viên Phạm Quang Lưu và Phan Tiểu Loan. Trong khi đó, giành giải nhất ở nội dung chạy tiếp sức thuộc về câu lạc bộ chạy bộ thành phố Thủ Dầu Một. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải nhì, ba và giải khuyến khích ở cả hai nội dung cho các vận động viên, các đội giành thành tích.